Trong cả thập niên nay thì cộng đồng Việt Nam tại quận Cam đã quen thuộc đến đây Garden Grove Park để tham gia hội chợ Tết được tổ chức bởi Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali. Nhưng năm trước khi những thỏa thuận với thành phố Garden Grove không thành thì một nhóm khác, cộng đồng Việt Nam Nam Cali đã bước vào để tổ chức hội chợ Tết tại đây và nhóm sinh viên đã qua thành phố Costa Mesa để tổ chức hội chợ Tết riêng của họ. Năm nay cả hai nhóm đều sẽ tổ chức hội chợ Tết nhưng điều khúc mắc là hai hội chợ Tết này sẽ diễn ra trong cùng một cuối tuần. Hội chợ Tết Xuân Ất Mùi từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm sau sẽ diễn ra tại Garden Grove Park và cũng sẽ diễn ra tại OC Fairgrounds. Khi Tuyết Lê hỏi hai nhóm vì sao không tránh cử hành trong cùng một cuối tuần, Naina Trần của nhóm sinh viên UVSA có lời giải đáp này. Riêng Naina thì Naina không biết vì sao bị trùng weekend đó, nhưng mà từ năm trước, từ mà Tổng hội sinh viên đã làm cái hội chợ Tết năm trước, thì sau khi hội chợ Tết là đã nói với mọi người là sẽ tổ chức tuần này rồi, thì tính ra là cũng bắt đầu PR cũng hơn một năm rồi. Cho nên Phương Trân cũng không có biết là bên kia đã dự trù và bắt đầu planning từ hồi nào. Hòa Nguyễn, đại diện cho nhóm cộng đồng VNCSC, công nhận rằng nhóm sinh viên đã chọn cuối tuần này trước. Tuy nhiên, hội đoàn của ông vẫn muốn tổ chức hội chợ trong cuối tuần Tết và không muốn rời đến ngày khác chỉ vì những lo ngại về lợi nhuận. Bên hội chợ sinh viên đó thì họ có cái lợi điểm là sau cái hội chợ Tết vừa rồi đó, năm 2014 họ biết được cái location họ chọn thuyết tiếp. Còn riêng cộng đồng Nam Cali đó, thì sau hội chợ Tết vừa rồi đó, chúng tôi phải chờ bên thành phố, cái CBA họ audit toàn bộ những cái chi tiêu của hội chợ, sau đó họ mới quyết định là họ cho mình làm tiếp hay là không. Cho nên trong thời gian đó, thì bên hội chợ sinh viên họ đã có cái ngày làm tổ chức chợ Tết. Nhưng bên cộng đồng đó, có nhiều người họ nói vấn đề đó thì họ cũng muốn tránh ra hai ngày riêng. Nhưng mà nó có một cái là cái việc của cộng đồng làm là bảo tồn văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Thì nếu mà ngày Tết đó, mà chúng ta vì cái lý do đó chúng ta né qua ngày khác đó, thì cái mục đích mà truyền thống văn hóa đó, nhằm cái ngày đó, đó là chúng ta là coi là không có ưu tiên. Thì như vậy là cái chúng ta mang có thể mang tiếng là chúng ta tổ chức hội chợ Tết vì thương mại chứ không phải là vì cái truyền thống. Năm trước cả hai nhóm đều đã gấp rút dàn xếp hội chợ trong những tuần cuối. UVSA đã phải thích nghi với một địa điểm mới, OC Fairgrounds. Năm trước là một năm rất là đặc biệt cho Tổng hội sinh viên, tại vì cũng hơn 10 năm rồi Tổng hội sinh viên không có tổ chức hội chợ Tết ở một khu khác và cũng rất là quen thuộc với Garden Grove. Cho nên mỗi năm mà tổ chức hội Tết sinh viên thì cũng rất là dễ. Cho nên năm trước là năm đầu tiên trong một thời gian rất là lâu mà Tổng hội sinh viên có phải qua nhiều sự thử thách. Còn VNCSC thì đã hơn 10 năm chưa tổ chức một hội chợ Tết và phải thu xếp trong thời hạn ngắn. Yeah. Thì nói chung thì năm ngoái đó thì khi được thành phố quyết định cho tổ chức thì bên cộng đồng họ chỉ có 6 tuần lễ họ tổ chức, thì thời gian rất là cấp bách, nhưng mà với sự ủng hộ của một số anh em rồi những thành viên trong cộng đồng, rồi cũng như ủng hộ của các đồng thương cũng như những cơ sở thương mại, thì cái năm vừa rồi chúng tôi tổ chức là tương đối thành công. UVSA cũng coi hội chợ năm 2014 là một sự thành công. Tuy những người tham gia hai hội chợ của hai nhóm nhập lại vẫn chưa bằng số 100.000 người thường đi hội chợ trong những năm trước đó. Naina nghĩ là năm trước cũng là một thành công rất là lớn vì Tổng hội sinh viên dự trù lịch chỉ có khoảng chừng 10.000 hay là 15.000 người tới thôi. Nhưng mà đồng hương cũng rất là thương Tổng hội sinh viên, cho nên cũng hơn 30.000 người đã tới tham dự. Và cũng có nhiều người đồng hương mà ở gần trong khu này cũng có tới nữa. Năm nay với nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, cả hai bên đều có kế hoạch tổ chức một hội chợ rầm rộ hơn năm trước. Thì năm nay chủ đề của cộng đồng chợ Tết cộng đồng năm nay đó là 40 năm tha hương. Thì cái xuân Ất Mùi 2015 là một cái mùa xuân ước mơ và hy vọng của những người Việt tị nạn có thể mong một ngày trở về đất nước có thanh bình và tự do dân chủ. Năm nay Tổng hội sinh viên cũng dự định là sẽ có nhiều triển lãm về văn hóa Việt Nam hơn, vì Tổng hội sinh viên bây giờ thấy là vì mình không phải là ở trong một nơi mà có nhiều người Việt Nam nữa, thì bổn phận của Tổng hội sinh viên là một hội đoàn bất vụ lợi mà cũng có những em sinh viên mà muốn học hỏi thêm về văn hóa, thì mình nên có nhiều triển lãm hơn về văn hóa của mình để nhiều nước khác có thể thấy văn hóa của mình là sao. Một vài người Tuyết Lê hỏi chuyện không phải trong lứa tuổi thanh niên, nhưng rất ủng hộ Tổng hội sinh viên. Năm rồi thì bác cũng có đi dự ở cái hội chợ Tổng hội sinh viên. Phải nói là đối với Tổng hội sinh viên là mầm non của đất nước, thành ra bác lúc nào cũng hỗ trợ Tổng hội sinh viên dù làm ở đâu, ở có xa hơn Garden Grove hay chỗ nào đi nữa, bác và
có thể nói là hầu hết mọi người đều hỗ trợ cho tổng hội sinh viên, vì đó là con em của người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, và cũng là cái điểm tựa trong tương lai đào tạo thế hệ trẻ và cái tổng hội sinh viên. Thì bản thân là vẫn muốn ủng hộ cho cả hai nơi, nhưng mà vẫn quan tâm nhất là tổng hội sinh viên, vì cả tổng hội sinh viên là đã có truyền thống lâu năm, và mình cũng muốn ủng hộ cho giới trẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, họ không nghĩ rằng có hai hội chợ trong cùng cuối tuần sẽ làm chia rẽ cộng đồng Việt Nam. Cái chia rẽ thì nó không chia rẽ đâu, vì mỗi tổ chức nó đều có cách nó làm để gây quỹ mà trong cái sinh hoạt của mình. Vì phải nói là cái cộng đồng là một cái tổ chức đại diện cho người Việt tị nạn cộng sản. Chúng ta không đặt nặng về vấn đề tiền bạc, do đó bác cũng khuyến cáo rằng chúng ta nên dồn mọi nỗ lực cho tuổi trẻ để mà xây dựng một cái thế hệ tuổi trẻ trong tương lai nó vững chắc hơn. Vậy anh có nghĩ là nếu có hai hội chợ như vậy mà lại không né nhau mà lại tổ chức trong cùng một cuối tuần thì nó có chia rẽ cộng đồng của mình hay không? Không có nghĩ là phải chia rẽ cộng đồng, tại vì cái này là mình ở xứ sở tự do đấy, thì tất cả mọi người đều có thể có quyền làm lên cái họ muốn làm. Điều thứ hai nữa là cái này nó mang tính văn hóa của dân tộc mình, thì mình ủng hộ cả hai bên thôi, nhưng mà mong muốn hai bên đều đừng có vì như vậy mà hiềm khích lẫn nhau. Chúng ta làm sao mà đem cái văn hóa của mình cho người Mỹ để họ thấy được cái tinh thần của mình thôi. Tổng hội sinh viên Việt Nam Nam Cali và cộng đồng Việt Nam Nam Cali đều muốn tiếp tục tổ chức hội chợ Tết, dù vì hoài niệm hay vì tương lai. Mình đi tham gia hội chợ Tết để mình lấy lại cái không khí ngày xuân của mình, giống như mình sống lại những ngày mà giống như truyền thống của mình. Thì cái việc tham gia ủng hộ là một phần, nhưng mà cái chính mỗi người họ có cái giống như là có một cái truyền thống, họ dắt con em của họ, nhất là đứa trẻ đó, nó vào cái ngày Tết thì nó hiểu được cái nguồn gốc nó nhiều hơn. Hội chợ Tết là một nơi mà các em có thể đào tạo những cái việc lãnh đạo và cũng có thể giữ gìn văn hóa. Thì nếu mà tổng hội sinh viên không có làm cái này á, thì giữa như này thì cũng biết là nếu mà mình không có những cái chương trình như vậy thì các em sinh viên sẽ không có dịp nhiều để học hỏi thêm về văn hóa của mình. Trong một vài tháng nữa thì sân trống này sẽ tấp nập với những người đến tham gia hội chợ Tết. Nhiều người nói rằng có hai hội đoàn đứng ra tổ chức hai hội chợ Tết trong cùng cuối tuần tại quận Cam sẽ tạo ra sự cạnh tranh và chia rẽ trong cộng đồng. Nhưng một cách khác để nhìn vấn đề này là chúng ta là một cộng đồng Việt Nam hải ngoại có thể là may mắn nhất vì có hai hội đoàn có đủ sức và chịu đứng ra để tổ chức đến hai hội chợ Tết. Nhưng câu hỏi còn lại là chúng ta là cộng đồng Việt Nam hải ngoại có đủ sức lực để ủng hộ cả hai hội chợ hay không? Trở lại với Thanh Tâm và Khoa Cát trong studio.